Please note that you are not allowed to use the bathroom in the stadium. 进入一辆马队不能乱了，张飞队友啊，张飞。
Court number one, men's double quarterfinal. Chong Hong Jiang and Goh Sien Fei, Malaysia, versus Kim Jong and Na Seung Yong, Korea. You hire Win Kong Kuong, the judge, Mai Lang Yen. Trận đấu số 1, trận đấu đôi nam vòng tứ kết. Chong Hong Jiang và Goh Sien Fei, Malaysia, đối với Kim Jong và Na Song Siêu, Hàn Quốc. Trọng tài chính Nguyễn Công Vương, trọng tài giao cầu Mai Lan Yên. Thank you.
Versus Kim Jong-hyun and Wang Shan, Korea. You hire Repatriate, the judge, Wang Bing-hao. Santoso 4, Santoso 2, Kedua Nang, Prasetta Apaneko, và Santoso Ade Yusuf, Indonesia, đồng hồi Kim Jong-hyun và Wang Shan, Hàn Quốc. Trong tài chính, Nguyễn Phạm Duy Anh, trong tài giao cầu, Hoàng Bích Ngọc. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Điên à? Nói bằng tuổi anh. Nói bằng tuổi anh. Court 2, Whitby Double quarterfinal, and this will be the last match of the day. Arif Junaidi and Yang Roy in Malaysia versus Li Jianhan and Liu Huangmin, Chinese Taipei. The umpire, Phạm Anh Hào, the winner, Nguyễn Đăng Kiên. Trận đấu số 2, trận đấu đôi nam, vòng tứ kết và đây là trận cuối cùng của ngày hôm nay. Arif Junaidi và Yap Roi Hin đến từ Malaysia đấu với Li Jianhan và Liu Huangmin, Chinese Taipei. Trọng tài chính Phạm Anh Hào, trọng tài giao cầu Nguyễn Đăng Kiên. Thank you.
Yeah, go.